Tuyền xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào nhà. Thì hôm nay là Tuyền với lại Hiếm Ba có đẩy một xe đẩy nồi cháo lòng này cả nhà ơi. Đây, nồi cháo lòng rất là ngon luôn nha. Có huyết nè, còn bên đây là phèo, cổ họng, gan với lại thịt nha. Thì đặc biệt cái nồi cháo này thì được chú Văn Đặng ở bên Mỹ có tài trợ cho Tiền để mà nấu để mời bà con ăn vào buổi sáng nha. Trước khi phát những cái tô cháo này đến cho bà con thì con đại diện cho bà con cảm ơn chú Văn Đặng rất là nhiều nha chú. Con chúc cho chú có thật là nhiều sức khỏe nè, lúc nào cũng hạnh phúc bên gia đình với lại lúc nào cũng vui vẻ trong cuộc sống lẫn công việc của mình nha chú. Đó, thì hôm nay là chú Văn Đặng tặng cho bà con ở xóm mình đó là cháo lòng nha. Dạ. Ăn giá không Quân? Dạ. Ăn giá bình thường đúng không? Dạ. Em có ăn bún không? Dạ. Ăn luôn không? Đây, Tiền cũng cho bún vô đây sẵn luôn nha cả nhà. Mỗi cái là một miếng nha. Đó, hai miếng phèo. Đây cổ họng với lại gan nha. Nửa ca được hết Tiền. Dạ. Gì được ha. Thêm miếng nữa đi Hiếm Ba. Sốc lên. Tại ở dưới đó nó có đóng. Đóng coi, được chưa? Dạ. Tao làm thử rồi, còn ngồi chưa nữa. Sốc là của đồ cổ. Đồ cổ. Đó, đây Tiền cho vô một miếng hành với lại ngò gí nha cả nhà ơi. Tiêu. Đó. Nóng quá mấy đứa ơi, mấy đứa có tổ sắp tổ ra giùm chị Tiền nha. Cực không đã là ai nhà xa thì lấy bọc nha chứ vô bọc nóng quá à. Dạ. Hiếm Ba để bọc qua đây đi cho nó tự lấy đi Hiếm Ba. Đây. Đây Quân một bọc. Dạ con có. Rồi. Nè. Nè Quân hồi lấy bọc giùm chị Tiền nha. Đây. Hồi ai lợi thì lấy bọc giùm đi. Dạ rồi đợi giùm con chút cô ơi. Bé bé đứng lên sao xếp hàng giùm chị Tiền đi bé ơi. 7 ơi, đợi chút nghe 7 ơi. Lưng lưng được rồi, Tiền nãy bọc bự. Bự thêm ba, gọi lưng lưng đi. Hôm nay là cháo lòng này ở đây thì cũng rất là đắt nghe chú ơi. Hôm nay là tặng chú Văn Đặng tặng cháo lòng miễn phí nha 7 ơi. Tôi tuyên bố một câu như là tặng thì cũng nhận mà bán cũng cho công dân ủng hộ. Dạ. Tô phải không? Đây, vô bọc quá bởi vì nó lâu quá trời luôn á. Nghe ta bút đi. Đây. Rồi. Cái tô vậy đi được. Dạ, ai nhà gần lấy tô giùm con đi cho con đỡ nóng một chút. Đây, tô cháo của baby. Nó hai lát. Hai lát thịt nha cả nhà ơi. Gan với lại huyết. Rồi đây cho Tiền gửi. Cảm ơn. Rồi. Đợi con chút nha. Tô chú Ninh đâu? Bóc miếng giá vô đi. Mang bóc đi. Ít thôi, thiếu giá thôi. Nóng quá à. Công nhận cháo này nó nóng hay ghê luôn á. Ai ăn nước mắm lấy nước mắm giùm con nghe. Nước mắm mất rồi có đầy đủ cô lấy bọc giùm con đi cô. Dạ. Ai rồi chanh bọc sẵn. Chanh bọc sẵn đi. Rồi chúc con ngon miệng nha. Cảm ơn cô. Dạ. Đây bé nữa. Một mình làm cho nên hơi chắc hơi lâu rồi đó. Ai đi sao đứng sao nghe. Dạ. Năm đứa tô đây. Nè giá. Giá đây vô. Rồi. Bé tô luôn phun đưa đây cho chị Tiền. Rồi ai tô nữa đâu? Nhà có tô không? Bé không ăn giá phun. Rồi, đây nè, tô này chồng lên tô này đi cho nó dễ. Rồi Hiếm Ba để bảnh đi. Bác Nam bữa nay đi làm hả bác Nam? Cho cục huyết bự bự chút Hiếm Ba ơi. Bác Nam ăn bún không? Thôi đi thôi đi. Khỏi bún nha. Rồi chúc bác Nam ngon miệng nha. Cảm ơn nha. Dạ. Này giá nè.
Dạ. Mấy đứa nhỏ ăn gan sao xếp hàng giùm chị Tiền nha. Mấy đứa nhớ bịch khẩu trang lại giùm chị Tiền luôn. Ai có khẩu trang bịch luôn nha. Bé ăn bún không? Chị Tiền để bún vô. Ăn bún nha. Đây. Rồi. Ba giá không? Ba cho gì cũng giọng. Lấy giá thì lấy giá, con không lấy. Ăn giá để giá giùm con luôn. Để con lấy cho đế ơi, đừng bóp, đừng, đừng bóp. Không, không ăn đưa tô qua. Đây nè, bỏ vô đi mẹ đi. Dạ, cháu lòng, nhưng mà cháu lòng đợi nha. Nhà ăn bún không? Ăn bún nha. Đứa nào ăn bún nhớ nói để bún nha. Rồi, chị Tiền gửi. Ừ. Tiền, ăn giá không? Rồi, đây không ăn giá. Bé ăn giá không? Đây, đứa tô đây chị Tiền. Ui, nó nóng. Nóng mày lấy cái bọc để vô đó mày. Cầm bọc cũng nóng chứ. Trời mày. Ơi, bà ba ơi. Nè, cầm bọc ba. Đây nè, để vô, đi bà giờ, ba đi không, giờ. Không dám lấy cái tô nữa trời. Đi mày đi. Bà ba biết đồ nóng không? Ừ. Thứ dạ lại dùng. Ừ. Bà ba ăn bún không? Bỏ vô. Bán tô 20 ngàn coi. Đợi chút xíu bà Sáu ơi. Nóng quá trời nóng luôn rồi. Mai mốt ra đề nghị lấy cái tô nha. Ừ. Nóng này, này cũng nóng lắm. Này có ăn giá không? Không ăn giá luôn đó. Ăn giá để lên trên cho nó cũng được. Dạ, giá để trên cũng không đâu có sao đâu. Tiền ăn bún phải không? Rồi, đây. Đây là băng này đó. Ai chảnh ăn chưa? Nát lên chảnh. Tới bé nào? Đây bé này, bé nào đưa qua đây đây tô đây cho Tiền. Để tao đưa lên bao. Ăn bún không? Ăn bún không? Ăn bún nha. Hôm nay rất là đắt luôn nghe chú ơi. Không có tô cho tao cho tao đi. Đây, chị Tiền gửi luôn. Rồi. Hôm nay là chú Văn Đặng chúc bà con ăn sáng ngon miệng nha. Bé nó lấy bọc cái gì? Bé nào ăn bọc gì em ba? Bé đang bọc phải không? Ăn bún không con? Con bún không? Hỏi mẹ vô đi. Để tí đi, không ăn được gì em dắt. Không ăn, có vô ngon nữa, no chứ gì. Đây, gọi cho Tiền gửi. Rồi. Bé đó bọc cái gì hả ba? Ồ, bọc gì? Hôm nay sao có mình làm lu bu quá hả ba? Từ từ. Ta đợi đi cho vui. Ừ. Đợi đi cho vui. Rồi buông. Đây. Rồi tới ai? Nè. Phải Út bự. Lấy cái bọc giùm chị Tiền luôn đi bé ơi. Rồi. Thấy đây cho lợn. Rồi, chúc bé ngon miệng nha. Này có ai vậy hả ba? Có bà Út. Có bà Út. Bà Út ha. Ừ. Ủa bà Út có ăn giá không vậy? Gì? Có để giá dưới chưa? Để hết cho bà đi. Gì? Rồi, gửi bà Út luôn. Út cảm ơn nha. Dạ. Rồi, chị bọc ha. Phải có bao tay nhanh. Cây gắt này lâu quá. Lấy cái bọc đó đó mày chùm lại làm bao tay giả đi. Không có đem bao tay rồi. Lấy bọc đó mày cột lại chùm lại cái làm bao tay giả. Cái nó bị dướng dướng. Dạ chú Văn Đặng ủng hộ. Dạ. Rồi gan sao giùm chị Tiền đi, tự giờ người ta ship hàng đó bé. Đây lấy. Tao bốc vào đó để lên đây. Rồi đây con gửi luôn. Rồi về thay gì nha anh Đặng, thay mặt cho bà con của ấp Tân Phú là cảm ơn anh Đặng. Dạ. Cho toàn thể bà con có bữa bữa. Rồi chị lấy bọc giùm em đi. Trời tới nó giờ. Chúc bà con ngon miệng nha. Rồi chúc chị ngon miệng nha. Dạ chúc anh Đặng coi như là rồi. Dạ. Rồi để cho như là cô Thơ bọc luôn ha. Còn dạ. Nhiều YouTube khác. Rồi chúc cô Thơ ngon miệng nha. Cảm ơn luôn. Dạ. Rồi, bà Khía bọc chứ. Bà Khía bọc không? Bà Khía. Dạ. Có lấy cô Biển không? Để cô Biển vô luôn nè. Để bà Khía vô nấu cháo đi.
rồi tên chậm kêu ba khía rồi lớn lên rồi thành ba khía luôn. Nhìn con tôi tên Phong bắt đầu là kêu bà kêu tên nhí, giờ 36 tuổi vẫn là nhí à. Dạ. Rồi nhà nước kêu được rồi. Nhà nước kêu đi. Ba khía nè, tôi đặt nè. Đặt tên ba khía bây giờ thì kêu ba khía không? Đây. Sao tên chậm kêu ba khía không? Tên chậm ba khía cho đẹp. Rồi chúc bà Sáu ngon miệng nha. Đây của ba khía đi. Rồi cho ba khía trước đây. Cảm ơn rồi, trời ơi, tà đơn đó. Tà đơn của con đó. Ăn cháo ghé lấy cháo luôn hai ơi. Đợi con chút nghe bảy. Thấy cái bà Sáu đi mà đem bà dặn mà bà không ăn đấy. Dạ. Chúc bà Sáu ngon miệng nghe bà Sáu. Rồi ngon. Đây. Đi chợ gặp tôi với tháng rồi đi chợ về gặp nào thì dạ. Chụp nào là ấm hộ đấy. Đi về chứ đi. Rồi chúc bà Sáu ngon miệng nha. Rồi cảm ơn luôn nha. Dạ. Bé đưa đây chị tiền bé. Bọc cái bảy này. Này. Đây. Bảy đợi nha. Lấy tô nó trước đi. Lấy tô nó đi. Dạ. Đi từ mỗi người mà có đừng làm quá người có, ai cũng có hết. Phải có hết, ai ăn cháo lấy tô ra giùm con nha. Rồi đây, ủa một năm kia đấy là một gói cái no bà con ơi. Cô Châu hôm nay chú Văn Đặng tặng cháo cô Châu ơi. Bọc đi bảy, bảy lấy bọc giùm con đi bảy. Bỏ vô bảy. Ừ. Một nắm cái đói bằng một gói cái no đi. Rồi chúc bạn ngon miệng nha. Rồi. Dạ. Chúc bà con mình ngon miệng, chúc anh Đặng coi như được nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn bảy. Cô Châu ăn bọc ăn tô luôn hả cô Châu? Dạ. Rồi cho tiền chúc bé ngon miệng nha. Rồi, nóng nha. Xong cái này đi rồi mang bao tay luôn. Ngon quá ha. Dạ. Thịt không? Keo kẹo khỏi đầy đủ. Phúc lậm ra đi, tặng lại được chiếc xe nào mới tăng trang lại 750.000 mới được anh dùng. Rồi, chúc cô Châu ngon miệng nha. Dạ. Rồi, còn ai ăn cháo không? Hết rồi, giải dài lên đi. Đẩy xuống cho bạn. Đây đây. Bọc cái gì bác Nam? Dạ. Rồi vô bọc luôn. Nếu mà bao tay nẻ bọc thì nó lẹ mà biết sao không? Buộc bọc không có được. Nó khó buộc miệng. Nhanh ghê không? Cái buộc miệng buộc không được. Cô bọc luôn hả cô? Bọc đi. Dạ. Nè, bác Năm buộc giùm con lên đây. Chúc bác Năm ngon miệng nha. Cô lấy bọc, bành bọc ra đi cô. Dạ. Đi dạ. Cháu nè, đó. Má chơi hả? Giờ này đi mặn rồi. Chị Hùng nó dạ. Qua nó kiếm bột ớt. Bột ớt đi rồi. Ê con, bữa nay con mua cơm đỡ nha. Mời năm triệu cho. Bữa nay là bác Năm không có bán, bác Năm cho tiền mượn xe cả nhà. Cho nên là bác Năm không có bán. Bác Út có tô không? Dạ, tô đây, tô cho con. Rồi. Rồi, đây. Dạ. Thôi lần ấy cháo với nước này thêm vô. Dạ rồi, để một chút con múc xong rồi con ấy luôn. Dạ, cái xong cái tô này là đẩy dài lên rồi đó. Quán ơi ăn không, đẩy lên à. Người ta ăn là tự người ta lại lấy à. Còn ta không ăn là người ta không lấy. Thấy đông mới người ta nhường. Rồi, đây, chút bơ ngon miệng. Dạ. Bác Chính, lẹ đi bác Chính ơi. Rồi, đẩy lên cho bà. Đẩy vô. Đây. Em tiện ra, bữa sau mới bán. Tính ra liền. Hôm nay là chú Văn Đặng tặng. Đổ quyết vô. Rồi.
ơi, thấy không? Biết lẫy lên là kêu lại là không ghét. Bây giờ chút xíu lẫy lên rồi đó, thấy không? Búng luôn hai bát chính. Rồi, chút bát chính ngon miệng nha. Dạ. Giá và tiền chưa đã giá. Chưa đã giá phải không? Cho miếng miếng cái vô nữa đi bà. Cho giá nó nằm ở trên. Rồi xong tô này là đẩy đi thiệt đó phải không? Chứ không phải là đẩy giỡn nữa phải không? Trời ớt, ớt luôn rồi. Ớt luôn ha. Ừ. Ăn nước mắm không? Là các bạn ai biết đâu. Cảm ơn luôn. Rồi. Cái muỗng luôn, cái muỗng đây. Đây đây muỗng đây. Bưng thấp quá. Muỗng bển, muỗng bển. Đây cởi muỗng nào cũng được hết. Mấy đứa ăn cháo đúng không? Lại xếp hàng làm giùm chị tiền đi. Tháo cái bao tay ra mới được. Đứng giãn ra giùm chị tiền đi, đi đi. Đi ra giãn giãn ra. Đứa này xong rồi hả, tay đứa kia lại nha. Đứng giãn giãn ra giùm chị tiền đi, đứng khoảng cách ra. Mai mốt đi đâu phải đeo khẩu trang vô nghe không? Không có khẩu trang là mai mốt chị tiền không cho đó. Có khẩu trang thì đây khẩu trang giùm chị tiền đi. Đây. Nè con lấy bọc giùm cô tiền đi. Con thấy cái bọc này không? Ờ đúng rồi, con bành bọc qua giùm cô tiền nha. Rồi. Bành bọc ra quá giỏi. Rồi cho cháu khoan sao? Cảm ơn. Rồi. Giỏi ghê không? Hình như thằng này nó lạ lạ ta ha. Thấy nó lạ lạ hả ba? Ở khúc trên xuống rồi vậy. Dạ. Nó thằng đồm luôn khỏi đẩy lên mày. Lấy bọc giùm cô tiền đi bé. Ờ vậy đó. Ờ tự đứa nào đứa đó lấy bọc giùm cô tiền nha. Giờ nó nóng con đó. Rồi chúc bé ngon miệng nha. Cảm ơn chị. Rồi. Xếp hàng sau giùm con đi cô ơi. Cái da gớt thịt, gớt miếng thịt uổng quá. Tại sao con sợ nóng? Tự con đổ không sao, con sợ người khác đổ lắm. Lấy bọc giùm cô tiền đi con. Để con chúc chú ơi. Hôm nay là chú Văn Đặng tặng miễn phí nha. Miễn phí rồi hả? Dạ. Rồi chúc bé ngon miệng. Rồi. Bé này ăn không? Mang để cô tiền làm bọc cho nè. Nhỏ đang ăn không? Ăn cháu không nha. Rồi. Chớ vô đây luôn. Ăn không hết, múc miếng thôi, ít thôi. Ít thôi. Ừ, ít thôi, ăn không hết. Rồi. Để giùm con chút xíu nha chú ơi. Rồi bành bọc cái này ra luôn. Rồi chúc hai chị em ngon miệng nha. Ai ăn cháo hay lấy cháo giùm con luôn. Dạ hôm nay chú Văn Đặng tặng miễn phí nha. Dạ hôm nay bắt năm không có bán. Dạ không. Lấy bà năm mà còn đâu nữa, bà năm ra bán nữa. Lấy bọc giùm cho tiền đi cưng. Bành bọc ra. Rồi chúc bé ngon miệng nha. Chú ơi chú xuống xe giùm con ấy đi chú ơi, để thoại người ta chen lên là chú không có phần á. Hết thôi gì đâu. Dạ không có hết, tại nhiều khi chú để lâu quá. Chứ không hết. Chứ hết thì không có hết. Rồi. Rồi chúc bé ngon miệng. Rồi chúc vô. Lấy bà
bọc giùm chị tiền. Lại là cứ lấy bọc giùm chị tiền đi. Bé nó bọc ơi. Ừ. Bọc cái tiền bỏ vô. Cá mau. Rồi chúc bé ngon miệng nha. Rồi. Ừ lại cứ lấy bọc đi. Giống như con thứ ba đang chơi trò chơi bảo hiểm quá vậy. Tấm mày đâu, mày sợ tấm mày phải không? Sợ tấm, tấm cái tay con á. Đừng thấy con đen quá à, tấm trắng cho con à. Rồi, chúc bé ngon miệng nha. Cảm ơn con. Rồi. Hôm nay là đắt quá chú ơi. Đứng có chỗ một à, tự giờ con với ba là không đi được luôn á. Tự giờ nói đi mà đi chưa được nữa. Hàng cho anh tiêu vô. Ớt không hả cô? Dạ. Dạ. Rồi. Chú Văn nặng chút bà con mình ăn ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Rồi chú lên giùm con luôn, tới chú rồi đó chú ơi. Chú này qua bển chú. Tự nãy giờ, tự nãy giờ chú xuống là chú về trước rồi đó. Ăn làm gì đâu. Dạ. Rồi. Này ra nó nhiều kiểm tránh cái quay nè. Dạ cho đàn chúc bé ngon miệng nha. Cảm ơn cô. Rồi. Qua qua bên đây giùm con đi chú. Luôn đi. Dạ lấy bọc giùm con luôn. Ăn bọc lấy bọc. Con lấy tô phải không? Tô phải không? Dạ cháu thêm năm ơi. Xuống xe giùm con mấy có tài nha. Mẹ ba ăn nè. Tôi mất bằng lu bu không có sinh nữa. Rồi chúc chú ngon miệng. Dạ. Luôn. Anh tô phải không? Tô tô. Thêm năm một bọc hay gì thêm năm? Chị bọc hả chị? Dạ. Đi đi. Đi chợ gì vậy? Dạ? Gửi mua luôn. Ui da nóng. Lấy bọc giùm em luôn đi chị. Cảm ơn ha. Dạ. Hai để con chút nha hai ơi. Qua đây nè hiếm năm ơi. Rồi chúc chị ngon miệng nha. Đây 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 tô. Mấy bé tô bọc. Bọc luôn nè. Bọc đem vô luôn đi. Nước mắm đầy mắm hả? Dạ nước mắm ớt đây đầy đủ. Rồi chúc anh ngon miệng nha. Rồi cảm ơn luôn cảm ơn. Dạ. Bọc đủ. Tô luôn hả chú? Chú đó tô luôn. Dạ tô. Lấy cái bọc cho bà ấy. Rồi rồi. Để con chút nha em Năm. Dạ. Rồi đây chúc chú ngon miệng chú ơi. Lấy muỗng ở đây với lại ớt với lại nước mắm đầy đủ hết đó chú. Chưa. Hai trước đi, hai trước được trước đi. Ai cũng được. Rồi, vô bọc. Quên né ra ngoài ra đấy hồi nóng bả chửi. Lấy bọc giùm con luôn đi thím Năm. Để cô tiện chút nha. Rồi cho em hai thêm cô hai chứ đây. Rồi chúc cô hai ngon miệng nha. Dạ. Thêm năm bọc bà Út bọc đi gửi cho bà Út đi, bà đi không được. Dạ. Mấy đứa để cô tiện chút xíu nha. Dạ dạ. Thêm năm thì cứ việc. Nóng. Để vô đi. Dạ. Gửi năm nó bọc giùm con luôn. Ăn cháo lòng ghé lấy nha. Rồi một bọc bà Út một bọc. Để chung bọc luôn đi. Dạ.
nhớ hồi để ba ăn bọc để hết bá ra làng. Rồi hết thôi. Rồi Tư ăn không nè, tặng cho ông bọc. Cha ổng ít con cháu. Mấy chú đợi con chút xíu nha, ăn tô ăn bọc chú bọc ha. Rồi cảm ơn luôn. Dạ mấy đứa nhỏ bọc luôn đúng không, ăn giá không? Rồi để đầy đủ hết nha, không ăn gì thì ra làng trước khi chi tiền làm. Đi ăn gì? Rồi vô bọc, lấy bọc dùm cho tiền đi bé, đồng vàng đó bé. Ừ. Thành bọc ra để cho tiền bỏ vô luôn. Rồi chúc bé ngon miệng nha. Hôm nay đắt quá anh bà, bán mình thì cũng đắt nữa. Ừ. Mình bán không có biết có đắt không nữa. Mình bán biết có đắt không bà? Bán đắt thì cho đắt. Cho đắt nha. Đâu có nào bán ế thì thôi thì mua lô lên cho. Bán ế thì nó cho hả? Rồi lấy bầu giùm cái tiền luôn đi. Rồi chúc bé ngon miệng nha. Nhận quà phải làm sao? Rồi. Có càng dữ rồi. Quá nha. Dạ chú mang ớt nha. Rồi vô bọc. Ôi, nói không này, này để trên này mà. Bé bé dựng xe đằng kia đi rồi hả, lại đây giùm chị tiền nha. Chú lấy bọc giùm con đi chú. Thêm một bọc nữa là mình xong rồi đó. Rồi chúc chú ngon miệng nha. Dạ. Còn nhiều không? Thêm ba. Mình còn thùng nữa đó thêm ba. Dạ, chút nữa mình để vô. Dạ. Hồi mình đẩy cái chài lên cái bắt đầu mình đổ vô luôn. Đẩy xe xuống luôn. Ai ăn cháo lấy cháo luôn nha. Ăn không nha, đẩy lên nè người đẹp. Một một là một. Lấy bọc giùm cho tiền đi bé. Một gì? Một bọc là một cây. Chỉ một bọc là một cây đó. Rồi, chúc bé ngon miệng nha. Em cảm ơn chị. Rồi. Bảy một bọc phơm. Dạ. Hôm nay chú Văn Đặng tặng cho bà con ăn sáng miễn phí. Rồi, cảm ơn chú Đặng. Dạ. Đẩy lên hả? Dạ xong, nếu mà không ai ấy thì đẩy lên, để dài lên. Lên cho bà con ở trên ta. Người đẹp có nóng dữ à. Nóng. Qua đây giùm đi bảy đi, bọc bảy ơi. Rồi cái bọc vàng đó. Khánh, Khánh qua đây giùm cái tiền luôn nè. Rồi cảm ơn chú Đặng nha. Dạ. Cũng phải sống tốt bạn. Qua đây. Trời ơi đâu. Chèn vô đây vậy anh hai. Con anh đó đứng với chị đó kìa. Trời ơi ăn cái mòn cái răng mà không biết đứng chỗ nào nữa. Có mọn răng không nha, gắn nghe cho tiền coi ơi. Rồi ba phải nói mọn răng với hả. Rồi vô bọc. Con mọn răng con không biết chỗ đứng. Lấy bọc giùm cho tiền luôn. Rồi chú bé ngon miệng nha. Rồi. Mẹ đâu Khánh? Mẹ con nhà. Mẹ nhà hả? Mẹ không ăn hả? Không khi mẹ lên hả? Ba con ăn. Cho ba mẹ ăn. Mẹ ba ăn hả? Bác Nam. Tô hả bác Nam? Ừ. Qua đưa tô cho thính ba múc giùm con đi bác Nam. Dạ. Rồi là bánh bọc ra giùm cho tiền, hết bọc rồi thím ba ơi. Bọc. Còn bọc bánh không? Đây còn nè. Nóng quá. Ai ăn cháo ghé lại nha. Đây. Lấy bọc giùm cho tiền Khánh. Rồi, chúc bánh năm ngon miệng. Dạ. Lên nữa chứ đâu. Rồi xong, đi lên. Trời ơi, bữa nay cháo đắt quá em bà. Đầy nồi mà cho giờ chăm cho thêm nửa nồi nữa. Cháo lòng đây. Cười không cười.
cho xe qua né hả? Cháu lòng lắm hai ơi, ăn lấy tô qua giùm con nha. Đây nghe, lên đây nha, đây chỗ này nè. Cháu lòng đi. Trên đây chút nữa đi, mặt nghe mấy cây đu đủ á. Ken ơi Ken, ăn cháu này Ken, sáng nãy gì gầu vậy ạ? Ăn cháo lấy tô qua giùm con Khánh Năm ơi. Ngân. Rồi qua đây. Này cho nó sâu chút nữa. Lớn chút đi Khánh Ba. Rồi. Đó, nó đang sôi ụt lên nè. Đưa đây tô đây cho chị tiền. Chả đâu có cái bông gớt ở đây nữa vậy. Ai ăn lấy tô giùm em nha. Có bọc luôn mà không ngon. Ngồi ăn tô đây. Có bọc thì có, lấy bọc luôn. Cho nhà hai ông bà ăn nhìn lộn mà. Cười gì? Ông cười kìa, ông bà nói ông cười kìa ông bà. Đây. Con bé lấy bọc cái gì kìa. Chín, ăn cháo lấy cháo chổng ăn này Chín ơi. Dạ, dựng xe đằng kia giùm con đi, để cản đầu xe. Cản đường ta la làng đó. Ăn bọc không? Dạ. Ngoại phong con à. Rồi hiểu rồi. Để cho ông này cái thứ chín nha chín. À. Hôm bữa ăn bún bò Quế ngon hả? Ổng khen ngon hả? Ừ, ổng khen ngon quá trời. Vậy hả? Ừ. Càng cho miếng tiêu mình chưa có tiêu. Rồi. Nấu giống hả? Nấu cũng không tiện, nó nấu cũng ngon. Dạ. Lấy bọc giùm đi ấy. Đây nè. Chú vô hôm nay chú Văn Đặng tặng bà con ăn miễn phí nha. Đây đây. Lấy ra hai ba cái bọc lận. Đây nè. Nè nè. Rồi chúc ngon miệng nha. Dặn nó không biết không ngon. Chết rồi. Cái này né đường xe đi. cái xe kia phải dẫn xích lên chút xíu. Anh bé anh dẫn xe lui lại giùm em chút được không anh bé, cho cái đường nó rộng chút á. Dẫn xuống mương đi anh bé. Dẫn xuống mương luôn đi, cho rộng anh bé kệ đặng cười. dẫn mương nó cười kìa. Trời vậy mà nó biết nha, nó gặp nó kêu bà. Dạ thằng đó. Thằng đó con của con có cháu của người đó. Rồi chúc chín ngon miệng. Dạ. Cháu ơi, cháu nậu chưa tắm thọ. Cháu bà tám rồi, con của anh hay gì đó. Lâu lâu gặp nó nói ngay thằng này con hái tại. Phan, đây đây còn để giá dưới đi cho bà Út dễ vậy ấy. Giá nhiều vô miệng cho nó ngon. Rồi. Rồi chút bột ngon miệng. Con của bà thấy. Bà sao hả? Của bà sao hả? Vậy là lộn rồi. 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 Qua đây giùm con luôn hai ơi. Này là của bà Út hả? Của bà này nè. Không, bột qua đây, bột qua đây. Rồi. Đây. Này của bà Út nè. Bán giống bán ở chợ ghê ha. Dạ chuyên nghiệp phải không? Chuyên nghiệp không? Chuyên nghiệp đừng để ớt nha. Dạ không, để tiêu rồi, chút bún ngon miệng. Đây để con chào bà Út ăn bún nè. Dạ có bọc luôn nha chị tiền. Ôi cái nhiều quá. Không, để dưới phòng, để dưới phòng. Rồi. Đây cho miếng này vô lên cho nó hôm hôm. Mày để rồi mà. Rồi kệ. Để giá đầy đủ không Nam? Ken ken. Để bún dưới luôn đi. Đây. Chị đèn bọc phải không? Anh bé to phải không? Đây cho em. Đưa đây tôi cho em. Anh bé quý hay năm? Ngoại. Ngoại nữa hả? Nãy ngoại rồi giờ ngoại nữa hả? Sao ngoại hoài á? Bao nhiêu người ngoại? Bé. À hồi nãy ngoại giờ bé. Nãy ngoại giờ bé. Bé đây nè, bé đứng đây. Bé đây luôn. Ông bé không đứng đây nè. Ba. Ba. Trời ơi, tới ba luôn rồi. Chưa. Dính dưới đó. Rồi, Hiếm Năm. Hiếm Năm ngon miệng. Rồi, cảm ơn con luôn. Dạ, làm chuyện đó.
tô không, hai. Cái tô của anh bé, tô của anh bé. Tô bé, bé đây nè. Đây nè, tôi có ngoại. Đây anh bé, chín bé không miệng nha. Rồi, cảm ơn. Đây. Quả hai. Dạ. Rồi cái bạc nó cho thêm miếng. Rót miếng nước lại. Rót miếng nước lại ha. Đừng để đi bún nha, chồng hai không được. À ông hai không để bún nha. Ờ rót miếng nước lại đó. Ờ. Hai bọc nữa thôi. Không, mỗi người một bọc giùm em. Ờ bọc đi cho ông. Bọc cho ông bún đi. Không biết không? Nửa tô hả? Nửa tô hả? Chồng hai. Dành cho thằng rồi, rồi, rồi. Cái nhỏ đó. Rồi dạch bọc cái luôn. Dạ. Đây. Ông tư bọc ra không? Em bọc luôn. Trời. Rồi đây mà hồi là không có sinh nay đó nha. Hết rồi nha. Này nửa tô lửa giá vô. Búng không? Búng không? Búng không? Đừng để búng nha. Cái lúc vô mày chú đích xe. Rồi xe. Rồi đây em gửi luôn. Rồi, cảm ơn. Dạ. Còn ai không? Anh cửa anh bọc cái gì? Cửa anh bọc. Anh không bọc nha, bác chỉ chỉnh. Một bọc à. Mỗi người một bọc. Ngon hả? Ngon xin thêm hả? Không biết không? Em ngủ chưa nào kêu ở đây. Chồng kêu đi. Kêu với chồng kêu giùm em đi. Vợ chồng con cái đã kêu về. Đây. Vô. Ôi nóng quá anh ba ơi. Lấy cái bọc giùm em luôn anh Cửa anh ơi. Lấy bọc vàng đựng vô kìa. Lấy cái bọc vàng đựng vô giùm em luôn. Đích vô mày, lấy đích này đó. Cái này á là con nấu là một nồi rưỡi á là 100 phần nha chú ơi. Đây rồi em gửi luôn, chúc ngon miệng luôn. Em. Dạ. Còn ai nữa không? Cháu không? Còn, ăn bọc luôn phải không? Hôm nay chú Văn đặng tặng cho bà con mình ăn sáng miễn phí nha. Lời thôi, cảm ơn chú Văn. Dạ. Cháu anh hai. Đây, vô bọc, lấy cái bọc vàng giùm em luôn anh. Lấy bọc vàng giùm em luôn. Anh dạ. Có vàng về nhà. Cái bọc màu vàng không? Về gặp vợ gặp cặp cái cái bọc vàng vô là thấy phái rồi ha. Rồi chúc ngon miệng luôn. Cảm ơn nhiều nhiều luôn. Dạ. Rồi đẩy dài lên thím ba. Đó mẹ. Rồi còn mấy tô nó hết rồi. Ai cháu lòng miễn phí không? Ốc. Ờ con tô đây. Dạ rồi lấy tô giùm con lúc đi. Lấy tô bà Năm xuống đây. Đặt cọc nha. Đây đây đây. Qua đây. Trời ơi mệt quá. Rồi Ngân. Hay quá, để gao ở trên. Trời chuẩn bị gao dĩa dĩa sẵn luôn cả nhà mà quên. Ngọc ăn cháo ghé lấy nè Ngọc ơi, để hết. Để chỗ. Một tô chút lên. Khoan nha, bây giờ là ai còn thì còn, ai hết thì hết nha, chứ giờ không hứa rồi. Không hứa. Cho đằng này trước được không? Được. Dạ rồi, đợi con chút xíu cô ơi, con biết cho nè. Còn 4 5 tô. Rồi năm 2 tô nha. Cái hết rồi. Này lấy tô phải không? À, ý cái này, lấy bọc rồi lấy tô làm tô. Ba lấy gì làm ba đứa cái tô giùm con làm chút Linh cái. Ngọc đợi chị chút nghe đương hiểm đi học á vậy? Dạ. Nè lấy trước đi. Đi học lấy trước đi. Đây chị gửi luôn. Rồi. Tới Úc Linh rồi tới hai cô này đủ hết trơn rồi, mấy cô đừng sợ nha. Chị chia ra nghe thím ba. Nhóc. Nhóc hết trơn nè. Mày lấy bọc đi, lấy bọc bọc. Mới bốn nhớ đeo khẩu trang giùm con nha. Đây. Có khẩu trang đeo vô đi, có khẩu trang đeo giùm con đi. Quên. Tao mày nhắc tao tao quên. Dạ. Mới mốt ai có khẩu trang đeo vô giùm con nha. Thôi bảy không ăn xương ăn bọc mày. Em về cho. Bọc nè. Bọc cho bảy. Đây Úc ơi con gửi luôn. Khang không? Kìa kìa bà lấy bọc cho bác kìa. Đây rồi từ từ cô ơi, đừng có sợ hết. Mất giá rồi. Mấy con thì không có giá đâu. Con không thèm. Dạ Phan bây giờ đợi con cái đi Tư ơi.
Dạ con không dám nhận nghe, nhưng mà còn là tới lượt là con kêu lại luôn. Xong không nhận nữa. Để cho kia nhận về quá rồi không không đủ. Không có đủ. Tiền mốt kia 5 bộ cho tiền. Dạ. Nè, cô này một bọc nè Năm ơi. Đây đây đây, hai bà cháu này trước. Ủa dưới thun tiền đây đâu ta? Ở dưới đít á, bác Năm. Cái máng bên đây nè chị. Đây nè, dưới đít bọc nè, nhấp chân nè. Nè nè. Thấy không? Cái này của ai đây? Của bé sao kìa? Năm với con này nè. Chị Năm với con bé đó, hai người hai bọc chứ. Cái bảy nó kìa, bảy đợi nó. Bé chàng, bé bọc cho con. Bảy con bọc nó kìa mẹ. Tới bà bảy. Đây. Tới bà bảy. Bọc này xong là tới bà bảy nè. Rồi. Gọi cho bà cụ này. Rồi, bà Năm. Cháu ơi. Dạ. Dưỡng lãnh đó nghe. Hôm nay là chú Văn Đặng là tặng cho bà con ăn miễn phí nha. Ốp một bọc hả, đợi con chút nha. Ôi, con ngồi đây ăn luôn rồi. Tô hả? Rồi từ từ đợi luôn nghe, bây giờ là không hứa nhận nghe, tới đâu hay tới đó nghe, đừng buồn nghe. Chết rồi thôi chứ. Nhận mình hết rồi. Còn về ăn hết thôi. Dạ. Vậy nó mới. Rồi rồi. Này của bà Bảy nè. Của bà Bảy đây. Từ bơ tô mà ít thôi. Này to cái nè. Làm to đi. Ờ. Múc to. Rồi ít ít. Rồi tô bự này đi. Hai mẹ con chia ra ha. Bảy rồi thôi. Khang nghỉ ăn đi. Con nghiệp nhỏ không? Con nhỏ to bảy, nhỏ được cái bảy. Phan để con hồi con ghép ấy cho. Cảm ơn em con. Dạ. Lấy tô múc cho múc con tô đúng không? Dạ, ông múc con tô. Bà nội còn bún. Không không, đủ. Con giá nó cho bà Tư đi. Cho bà Tư hai mẹ con. Đầy tô đó. Hai mẹ con là cho hai miếng thịt nhiều nè nha. Rồi múc đi cho bà Tư làm gì đưa hai mẹ con lại. Không, tại cô nói sớt ra ăn kìa, bởi vì múc đậy luôn nè, thấy không? Không nó rửa tô nữa. Nhà con mất công rửa để vào. Trời ơi. Trời ơi. Đưa cho chú Quân nha. Rồi đây con gửi luôn cô chú. Dạ. Múc bớt lại đổ vô lúc nước lại. Dư bún không tiền. Dư bún không nằm biết rồi. Dư bún. Thằng bé đang tư anh Tông lấy tôm nè. Thằng bé. Ông Út. Thằng bé ốp rồi đó. Đó đó con Út đó. Tao là con bé nè. Ghét nội, chịu không? Bằng đất quá. Ghét nội luôn rồi nè. Rồi Út ơi, con gửi luôn. Rồi. Dạ. Bằng đất hơn tôi nha. Muỗng rồi nha. Muỗng ở đây nè Út ơi. Mấy muỗng đồng lấy. Kha ăn tô phải không? Ăn giá không Kha? Ăn giá luôn nha. Đây. Rồi. Để đầy đủ phải không? Tắt lửa chưa mày? Còn tô nó 25. Tổ 22, 23. Tô nó là ai xin cho tô nó. Bà đã ăn cho ăn tao. Dặn nghỉ ăn rồi. Ba nghỉ ăn rồi. Nhường luôn. Nhường luôn. Đây, cho tiền gửi. Muốn kìa. Còn tô nè, ra lấy luôn đi bà Tư ơi. Dạ. Để vô bọc luôn á vậy. Thằng dao ăn nè. Vô bọc luôn ha. Dạ. Thôi cậy vô bọc đi, 2, 3. Còn dư thịt. Thấy không? Nãy mình tính toán hay không? Mình chừa thịt lại hồi giờ mình ăn. Gao chừa cho bác Năm đi mẹ ơi, cho mời bác bán. À, để vô cháo nha. Ê dạ, còn không? Dép luôn được không? Được. Nè, cho hết luôn đi. Sao mà còn nó nước nhiều. Để bún nhiều vô mày. Cái này ấy là bún nhiều cho ba đặt. Hết bún rồi. Nãy bỏ vô đây rồi, bỏ vô bọc rồi. Bún bỏ vô bọc rồi. Chịu đó. Đúng rồi đó. Nó hết nồi luôn rồi đó. Bà Tư lấy bọc giùm con đi, để vô đây nóng lắm á. Hết cháo lòng rồi nha. Tưởng đâu hiếu hằng, ai về lên đây cũng đủ hết. Rồi chúc bà Tư ngon miệng. Rồi, cảm ơn con luôn. Thì từ nãy giờ thì con phát cháo từ dưới khúc nhà bà Hai dài lên trên Bắc Năm thì cũng hết rồi chú Văn Đặng ơi. Còn dư gan miếng thịt nè, hồi về cho hiếm ba bà mua bún bà cuốn bánh tráng cho bà ăn đi. Đó. Thì trước khi kết thúc video thì con cảm ơn chú Văn Đặng rất là nhiều nha. Chúc cho chú và gia đình của mình lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ nha chú. Lúc nào công việc của chú cũng thuận bờm xuôi gió. Cả nhà hãy nhớ chia sẻ video có tiền nha. Cho tiền một đăng ký nhắn chuông để theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào. Bye bye.